kỳ 2, thuật nuôi quân và những trận thư hùng tranh giành lãnh địa. Để được việc, Khánh đã dùng nhiều võ với đám đàn em cũng như gia đình của chúng mà đứa nào cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, những băng nhóm đối địch từng tuyên bố sẽ cho Khánh trắng tắm trong thùng axit, và thực tế y đã phải điều trị tốn mấy chục triệu vì bị tạt cả ca axit vào mặt. Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ. Những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ trước, trong một số đám hiếu hỉ của các quan chức phường, quận Hoàn Kiếm, người ta luôn thấy sự xuất hiện của Khánh. Khánh chịu khó đầu tư làm từ thiện, thăm nuôi một số bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà một số gia đình chính sách. Khánh xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình từ thiện bằng những đồng tiền phi pháp được bỏ ra mỗi lần không nhỏ. Khánh đầu tư vào các mối quan hệ có lợi cho các hoạt động ngầm của mình và cũng không quên chăm lo đến những đám đệ tử. Từ việc ma chay, cưới xin đến bố mẹ của chúng ốm đau như thế nào, Khánh đều có mặt thăm hỏi chu đáo. Triệu Con, một đệ tử được Khánh tìm cho một cô vợ khá đẹp và nhường căn gác xếp cho đôi uyên ương mới cưới làm tổ ấm. Những kẻ khác chẳng may bị tóm trong một phi vụ nào đó đều được Khánh tổ chức tiếp tế, thăm nuôi cẩn thận. Một đệ tử khác là Thắng Khèo, khi nhận án 18 năm vẫn yên tâm vì ở nhà Khánh đã nhận lời chu cấp đầy đủ cho gia đình y. Chính vì vậy, đám đệ tử của Khánh sẵn sàng làm bất cứ việc gì từ to đến nhỏ miễn là chỉ thị của Khánh. Những năm 92-93, đám đội phó dưới quyền của Khánh được trả lương 6 triệu đồng một tháng. Các tổ trưởng, tổ phó được bồi dưỡng thêm mỗi tháng từ 1 đến 1,5 triệu đồng là chuyện nằm mơ đối với những người lao động chân chính. Không chỉ một mình Khánh Trắng giỏi thu phục đàn em, trong đám đệ tử của Khánh còn có Vinh Đồng, đối tượng chỉ xếp sau Khánh trong giới giang hồ. Xét về quan hệ thì Vinh không thể so với Khánh, nhưng sự liều lĩnh và cách chăm sóc đàn em thì Vinh hơn Khánh một bậc. Đàn em nào bị bắt, Vinh thường xuyên thăm nuôi, gửi tiền nong chu đáo. Khi ra trại, Vinh sắp xếp công việc ổn định, băng nhóm của Khánh phình to rất nhanh, một phần nhờ vào tài dùng người của Vinh Đồng. Khánh Trắng từng khoe khoang, anh em trong đội, ai có bố mẹ ốm đau, Khánh cùng 20 tổ trưởng đều đến thăm hỏi quả cáp. Với những trường hợp gia đình neo đơn, Khánh đứng ra lo lắng ma chay. Thuật dùng người còn được Khánh áp dụng khôn khéo với trường hợp của một người tên C, nhà ở làng Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Gã này từng ra tù vào khám, đâm chém người không gây tay, nhà C nghèo lắm. Hai mẹ con ở trong một cái nhà chẳng ra nhà. Biết chuyện, Khánh thu phục C làm quân của mình. Vừa có chân bốc vác, lại sắm sửa được nhiều thứ trong nhà, C khấp khởi mừng như vớ được minh chủ. Có lần, Khánh còn cho C cả một chiếc TV, khiến C rất tự hào với hàng xóm. Khánh từng bao hòa với các nhà báo về thành tích tạo công ăn việc làm cho rất nhiều đối tượng bất hảo, và điều y ân hận nhất là chưa tổ chức cho đội bốc xếp đi thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Nhưng ai cũng hiểu, Khánh có làm việc tốt nhiều hơn thế thì cũng chỉ để vỏ bọc che đậy cho những hành động sai khiến đám đàn em đi đâm thuê chém mướn, cướp của giết người, nhận tội thay cho y mà thôi. Đơn cử như vụ dàn xếp để Vũ Quốc Dũng nhận tội thay, Khánh thỏa thuận sẽ ở ngoài lo mọi việc cho gia đình Dũng và cũng sẽ lo cho Dũng một bộ hồ sơ tốt nhất. Có điều Khánh không nhận ra, đó là rất nhiều đàn em của Khánh sau này khi biết rõ bản chất lừa đảo, cáo giả của đại ca đã tỏ lòng căm hận cực độ với kẻ đã làm cho gia đình họ tan nát. Thậm chí có người còn bức xúc, nếu pháp luật không xử Khánh thì chúng tôi sẽ xử hắn. Những trận thư hùng tranh giành lãnh địa. Từ ngày 14 tháng 4 năm 1992, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm có quyết định cho phép Khánh được đứng tên giấy phép kinh doanh dịch vụ ốc xếp vận chuyển khu vực chợ Đồng Xuân. Theo quyết định này thì dịch vụ ốc xếp vận chuyển chợ Đồng Xuân là một đơn vị tập thể, hạch toán độc lập và được mở tài khoản tại ngân hàng. Tháng 10 năm 92, đội bốc xếp của Khánh được gia nhập tổ chức công đoàn, và cuối năm đó thì sát nhập cùng công đoàn bốc xếp vận chuyển chợ Long Biên của Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng Cuba. Một thời gian sau thì đổi tên thành nghiệp đoàn bốc xếp Đồng Xuân Long Biên do Khánh làm chủ tịch. Không muốn chia lửa cho Hùng, Khánh Trắng quyết tâm phải thâu tóm chợ Long Biên từ tay Hùng. Nếu xét về tương quan lực lượng thì không biết bên nào mạnh hơn, bởi Khánh Trắng có đệ tử thì Hùng cũng có quân của mình. Đội quân của Hùng Cuba cũng oai vệ không kém, tập hợp toàn các tay đầu gấu vùng xóm bãi vốn nổi tiếng xưa nay. Bước đầu, Khánh thăm dò Hùng bằng vài ba vụ đánh nhau giữa đám đệ tử của hai bên. Thế nhưng, xét thấy chơi kiểu tay bò không có lợi nên ngay lập tức Khánh thay đổi thủ đoạn. Đích thân Khánh đã tìm gặp Hùng để thương lượng, đề nghị bắt tay cùng làm ăn. Vốn không phải tay vừa, Hùng cương quyết từ chối, cũng có thể do nhận ra sớm bộ mặt quỷ quyệt của Khánh. Trong buổi gặp gỡ này, Khánh và Hùng suýt đánh nhau, nhưng Khánh đã kiềm chế được, nhưng trong lòng nuôi mối hận trả thù. Đầu tiên, Khánh đánh vào kinh tế của Hùng Cuba bằng cách cho đám đàn em dậy từ lúc 2 đến 3 giờ sáng hàng ngày, đợi ở cầu Trương Dương để đón lõng các xe hàng hoa quả chở từ Trung Quốc về chợ Long Biên.
Các xe hàng này đều bị đàn em của Khánh bắt phải bán cho chúng hoặc chở đi nơi khác chứ không được phép chở vào chợ Long Biên, địa bàn cai quản của Hùng. Sau này, tìm hiểu được nội tình, Hùng rất căm vì bị thất thu về nguồn bốc xếp hoa quả. Đời sống của các thành viên trong đội bốc xếp gặp khó khăn. Đương nhiên, nguồn thu nhập của Hùng cũng bị giảm sút. Bước tiếp theo, Khánh xâm nhập khu vực chợ Long Biên bằng cách khống chế 2 trong 3 tổ dịch vụ bốc xếp tại chợ này. Đội bốc xếp ở chợ Long Biên có 3 tổ, tổ cá, tổ gạo và tổ hoa quả. Hùng trực tiếp quản lý tổ hoa quả. Do quản lý quá yếu nên Hùng không biết là ngoài tổ hoa quả còn có 2 tổ này. Vì thế, Khánh ôm quyền quản lý 2 tổ còn lại, Hùng mới ngã ngửa. Đến giữa năm 1993, khi quân của Khánh vừa đông về số lượng, lại khí thế đang lên ào ào, nên Khánh ra mặt nửa để áp đảo, nửa muốn tạo cớ để dàn xếp với Hùng. Khánh nhiều lần cho quân xuống gây sự, đánh nhau với đàn em của Hùng và nhanh chóng rút lui, để lại đám quân của Hùng phải chịu trận khi lực lượng công an tới. Thực ra, mục đích cuối cùng của Khánh Trắng vẫn là ép Hùng phải tâm phục khẩu phục, nhường chợ Long Biên cho mình. Và đúng như mọi diễn biến mà Khánh lường trước, Hùng Cuba cuối cùng chịu thất thủ, mỗi tháng chấp nhận lương 6 triệu đồng từ Khánh cùng một số thỏa thuận về kinh tế, chấp nhận làm phó tướng cho Khánh. Thế là từ cuối năm 1993, đội bốc xếp chợ Long Biên nhanh chóng được bàn giao cho Khánh Trắng. Trong quá trình hoạt động, Khánh còn nhòm ngó tới các khu vực như bến xe Long Biên, ga Hàng Cỏ, bến xe phía Nam, thậm chí từng đưa 30 đầu gấu vào thành phố Hồ Chí Minh để gây thành thế với băng xã hội đen do Năm Cam cầm đầu. Khánh bay vào thành phố Hồ Chí Minh trước để nắm tình hình, đàn em đi tàu hỏa vào sau. Nhưng rồi, một số quân sư đã phân tích đều hơn lẽ thiệt, nên Khánh Trắng lặng lẽ rút quân. Riêng khu vực chợ tạm Phùng Hưng do nữ tướng Phúc Bồ cầm trịch thì Khánh đành chịu thua. Khi chợ Đồng Xuân cháy, hàng hóa phải chuyển sang chợ tạm Phùng Hưng một thời gian. Đương nhiên, đội bốc xếp của Khánh cũng phải chuyển sang đây. Là phận nữ nhi, nhưng Phúc Bồ có cách hành xử cao cờ hơn hẳn các đấng mày râu. Mới nghe phong phanh về ý định của Khánh, Phúc đã sai ngay đàn em và cũng là bạn thân của mình là Dương Tử Anh, một võ sĩ quyền anh khá nổi tiếng, tới tận chợ Long Biên tìm Khánh để hỏi cho rõ. Lấy cớ là bị đàn em Khánh chửi, Phúc Bồ đã nói với hai đệ tử Dương Tử Anh và Đỗ Cường Giang: "Hôm qua thằng Vinh Đồng nó chửi tao, chúng mày ra chợ nói chuyện với nó." Dương Tử Anh và Đỗ Cường Giang đi xe máy ra chợ Long Biên tìm Nguyễn Quang Vinh, tức Vinh Đồng, một đàn em thân tín của Khánh Trắng. Tử Anh và Giang gặp Vinh tại một quán nước đã nói: "Mày biết chuyện gì giữa chị tao với thằng Khánh mà xen vào? Thằng Khánh thuê bọn Hải Phòng 10.000 đô la để bắn tao." Vinh thấy Dương Tử Anh dám gọi Khánh Trắng là thằng thì đã cự lại: "Sao mày dám gọi anh tao là thằng?" Hai bên lời qua tiếng lại và chửi nhau. Đầu tiên chúng cầm chén nước hất vào mặt nhau, sau đó Vinh Đồng cầm chai bia đâm vào mặt Dương Tử Anh. Lúc đó Dương Tử Anh đang đeo kính râm nên kính bị vỡ, mảnh kính đâm vào mắt phải. Dương Tử Anh ôm mặt cùng Giang bỏ chạy khỏi chợ. Lúc xảy ra đánh nhau ở chợ Long Biên, một số tên đàn em cũng mùa tới Vinh đuổi đánh hai đàn em của Phúc Bồ. Dương Tử Anh được đưa đi viện khám, điều trị nhưng mắt phải của y đã mù, thương tật 30% vĩnh viễn. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt giam Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Cường Giang về tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng sau đó, Khánh Trắng và Phúc Bồ đã đứng ra dàn xếp, đại diện cho hai đội bốc xếp, hai băng nhóm tội phạm bảo lãnh cho Vinh Đồng và Giang. Dương Tử Anh cũng có đơn xin rút yêu cầu truy tố, nên công an thành phố Hà Nội đã quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra các bị can. Trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án, ban chuyên án xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng do mâu thuẫn giữa hai tổ chức tội phạm do Khánh và Phúc cầm đầu, nên đã kiến nghị Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao quyết định hủy quyết định đình chỉ điều tra của công an Hà Nội để phục hồi điều tra vụ án. Nguyễn Quang Vinh đã bị đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Sự thật chuyện ông Trùng bị tạt axit. Theo Đê Chính ủy thì Khánh có biệt danh Khánh Trắng không phải được gắn với tên bố hay mẹ của hắn, mà thực ra Khánh có nước da trắng khiến nhiều cô gái phát ghen. Khánh lại càng trắng hơn sau khi bị tạt axit. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, dù bị kẻ thù ra mặt xử lý nhưng Khánh nín nhịn được như vậy, đủ biết đằng sau đó Khánh đang toan tính điều gì. Đê Chính ủy cũng cho biết năm 1992, khi ấy công việc của nghiệp đoàn bắt đầu vào guồng hoạt động tốt, Khánh Trắng có nguồn thu khá dồi dào nên bị nhiều tay anh chị dòm ngó. VD ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có lệnh truy nã là một tay anh chị có số, đã dạt lên khu chợ Long Biên, khu Gầm Cầu, chợ Đồng Xuân đánh nạn và kiếm kế sinh nhai. Đi theo VD có một vài tên đàn em. Sau đó, VD tập hợp một số đối tượng đã từng vào tù, ra tội ở các quận nội thành của Hà Nội để thôn tính địa bàn màu mỡ của băng Khánh Trắng. Là dân anh chị nên VD quậy rất bài bản, khiến Khánh Trắng khó chịu nhưng chưa ra mặt nghênh chiến được. Bởi ngày ấy, Khánh Trắng có tham vọng kiếm thật nhiều tiền để thay đổi vận mệnh.
trong khi VD là kẻ không có gì để mất. VD lấn chiếm địa bàn làm ăn của Khánh Trắng và trực tiếp thò chân vào một số hoạt động thu lời cao, làm Khánh nóng mắt. Đến nước này, Khánh Trắng không thể lý nhịn được nữa. VD sau khi thương lượng nhưng không được Khánh Trắng đồng ý, chia sẻ địa bàn hoạt động, không khẳng định được vị thế của mình nên quyết định trả thù Khánh Trắng. Biết mình có nhiều kẻ thù nhưng Khánh cũng không ngờ đòn thủ của VD lại khác người, là tạt axit chứ không phải chém hay bắn giết. VD muốn Khánh Trắng bị tàn phế chứ không giết Khánh Trắng. Vì với giang hồ, giết đơn giản quá, hại đến tàn phế để làm gương cho kẻ khác, để tự ngẫm sự đời, tự đau mà chết dần, chết mòn mới là thượng sách. Kể về lần Khánh Trắng bị tạt axit, Tê Con thuật lại. Chiều đó, tôi, anh Khánh và anh em trong nghiệp đoàn đến mừng sinh nhật con của Tê Xăm. Vừa mừng sinh nhật nhưng cũng là cơ hội để anh em tụ tập đông đủ, đập phá sau nhiều ngày làm việc vất vả. Tôi và anh Khánh vừa ra khỏi xe ô tô, đứng xuống mặt đường còn chân trước chân sau, thấy một thằng nhóc con lao hùng hục tới. Tôi linh cảm có điều không hay, đứng nhanh và áp sát gần anh Khánh. Thằng nhóc vừa chạy vừa hất một ca nước đặc, nó chạy nhanh ra bên ngoài và nhảy lên xe máy chờ sẵn. Hôm đó nếu bị bắt, thằng danh đó sẽ sống không bằng chết. Tôi và anh Khánh cùng phải đi cấp cứu ở viện bỏng quốc gia. Anh Khánh bị dính axit nhẹ hơn, ra viện trước và thường xuyên động viên tôi. Tôi rất cảm kích về điều đó. Anh Khánh bị bắn một ít lên mặt, không vào mắt, mũi. Bác sĩ phẫu thuật phải lột da mặt, đắp lại. Anh Khánh đã trắng lại càng trắng hơn. Tê Con phân trần lý do bị trả thù mà không thông báo với công an. Lúc xảy ra sự việc, anh em lo lắng đi cấp cứu cho nhau, hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào, có ảnh hưởng đến tính mạng không, chẳng đứa nào có tâm trạng báo công an. Hơn nữa, anh Khánh chưa chỉ đạo thì không được làm, đó là nguyên tắc của nghiệp đoàn. Mãi sau này, anh Khánh có giải thích rằng biết kẻ thù của mình để tránh mới là điều cần thiết, làm to chuyện chẳng có ích gì. Anh Khánh định gọi VD lên nói chuyện nhưng lại thôi.